Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu hướng dẫn mọi người trồng một cách đơn giản nhất. Chắc là em nghĩ là nó không quá 1 phút, nhưng mà nó đủ yếu tố và đủ công thức để mà chúng ta trồng một cây phi điệp mà nhanh nhất và đơn giản nhất, để cho cái cây nó vừa được an toàn, được sống và được phát triển theo sự mong muốn đơn giản của chúng ta. Thì ở đây thì em chuẩn bị mấy cái thứ đơn giản thôi, nhưng cái quan trọng nhất đó là có một miếng xốp này, bởi vì em trồng ở chậu nhựa. Khi mà trồng ở chậu nhựa này ấy, thì em sẽ cố định một cái miếng xốp này ở dưới. Về cơ bản ấy là cái chậu nhựa này nó có lỗ thoát nước này. Thì cái việc mà cho một miếng xốp ở dưới này thì chủ yếu là để cho cái để chúng ta cắm một cái que này vào nó được chắc chắn, bởi vì cái miếng xốp này nó sẽ rất là lỏng. Thế là kèm vào đó thì dùng những cái miếng nhỏ này chèn vào bên sườn này, thì chúng ta có thể trồng nó đơn giản nhất, nhưng nhớ là chèn chắc thì thôi. Đủ chắc thì thôi, đừng chèn nhiều quá. Về cơ bản thì em làm miếng xốp này ấy, để mà cắm cái que này vào nó không bị lung lay, để cho cái ki nó được ok hơn. Thì ở trên nó có một lượt như này thì nó chỉ chiếm đến chỗ này thôi, thì vẫn có thể cho một miếng nữa vào đây hoặc một miếng xốp nữa ở trên. Đa lại làm nào để anh chị có thể cắm một cái que ở đây và rất là chắc như này. Thì về cơ bản là cái que này nó chắc rồi ấy, thì kẹp cái cây này vào rất là dễ. Có nhiều anh chị là đã trồng kiểu khác kiểu này và em thấy cái kiểu này là kiểu hợp lý nhất. Mặc dù là cái dưới này nó thoát nước thì chỉ cần đủ để thoát nước là được, miễn sao bên sườn nó còn rất là nhiều. Và cái cơ bản là trồng làm sao để cho nó hiệu quả, để cho nó chắc cái gốc nhất. Còn ở đây thì em chỉ sử dụng là vỏ thông bình thường thôi, bởi vì nhiều người là người ta có thể sử dụng vỏ thông này, than, bột dừa này, sơ dừa, cọng dừa, dấn cọng hoặc là rất là nhiều thứ khác. Đại loại mấu chốt là trồng để cho cây giá thể thoát nước tốt. Chứ còn em không khuyên mọi người là dùng cái giá thể nào cả, bởi vì về cơ bản ấy, tất cả những cái giá thể dù đã được xử lý sạch đi chăng nữa, thì khi mà mình trồng ở đây ấy, mình tưới nước vào thì cái nước của mình ấy, không bao giờ nó được tinh khiết cả. Tất cả cái nước của mình là nước lọc rồi, nó vẫn có nhiều vi khuẩn ở trong nước, thế nên nó sẽ ăn vào cái giá thể. Thế nên cái việc mà xử lý quá kỹ ấy, thì về sau khi mà mình trồng ấy, thì nó vẫn có thể là sinh ra vi khuẩn, mặc dù giá thể đã được xử lý kỹ. Bởi vì nhiều loại giá thể mà chúng ta cứ hay nghĩ rằng nó thực sự là sạch và được xử lý kỹ càng ấy, thì về trồng thì chắc chắn là nó vẫn sẽ có vi khuẩn, chứ không thể là không có vi khuẩn được. Cái này thì chúng ta cùng trồng và cùng thử nghiệm thôi. Thì cái này khi trồng xong thì em sẽ tư vấn tiếp về cái vấn đề cách tưới nó để làm sao để cho nó hạn chế được cái vi khuẩn tồn đọng nhất ở đây. Thì trồng một cây nó rất là đơn giản thôi, thì em sẽ cho một cái cây này, một cái kia này kẹp vào đây thì ướm một chút. Đây thì mọi người có thể nhìn thấy là cái rễ của nó không chạm vào cái xốp, thì cho một ít vỏ thông vào đây, cho một ít vỏ thông vào, về cơ bản là để nó gần chạm đến cái rễ, hoặc mình đặt cái cây vào cái rễ gần chạm. Còn cái chậu thì mình có thể trồng cao hơn cái chân gốc này, có thể cao hoặc thấp hơn miệng chậu, hoặc là cao hơn thì tùy sở thích của từng người. Nhưng mà chúng ta cứ cho một ít vỏ thông để về cơ bản ấy là cái rễ khi mà đặt vào ấy, đặt cái rễ vào đây này, nó không bị chạm vào cái vỏ thông. Đặt cái rễ không được chạm vào vỏ thông. Thì khi mà đặt vào đây như này xong ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái kẹp để kẹp vào. Tất cả các anh chị mà khi mua cây nhà em ấy, mà nhất là Muki mà chưa có cái kẹp ấy, chưa có cái kẹp mà kẹp này thì hơi to, kẹp này dùng kẹp thân to, còn kẹp này nhỏ hơn thì dùng kẹp nhỏ. Miễn làm sao chúng ta kẹp vào để cho nó chắc là được, chắc cái gốc. Về cơ bản là để chúng ta giữ chặt nó ở đấy. Còn nếu như mà cần thiết quá thì chúng ta có thể kẹp thêm. Thường thì sẽ là kẹp khoảng 2 cái. Với những cái cây dài thì sẽ kẹp khoảng 2 cái, nhưng với những cái cây ngắn này thì chúng ta cũng có thể kẹp 2 cái được. 2 cái bởi vì cây này khá nhỏ nên kẹp 2 cái cho nó chắc. Kẹp 2 cái để cho về cơ bản là cho cái cây này nó chắc vào cái que cắm này. Còn cái que cắm này khi nó cắm vào xốp rồi thì nó sẽ cứng, bởi vì chúng ta phải làm cái xốp dày một chút để cho nó cứng, để cho cái cây này nó không bị lung lay. Khi mà nó ổn định vào như này rồi thì sẽ dùng ít rêu để cho vào những cái chỗ mà đầu rễ của nó, đầu rễ xanh ấy. Đầu rễ xanh, quây nó vào, quây cái đầu rễ xanh vào. Đấy, em hay quây cái đầu rễ xanh kiểu này và chọn những hạt vỏ thông, giữ những cái rêu này để gần cái rễ và cho vỏ thông vào. Đơn giản vậy thôi.
về cơ bản là cái rêu này nó sẽ giữ cái bộ rễ của nó rồi. Nên là cái việc cho vỏ thông vào ấy, chúng ta cho cũng nên cho vỏ thông to để cho nó thoát nước tốt, hạn chế tối đa cái việc dùng vỏ thông nhỏ. Bởi vì dùng vỏ thông nhỏ ấy, về cơ bản cái vỏ thông nhỏ này nó cũng sẽ nó quá, bởi vì nó quá nhỏ nên là về sau nó rất dễ là bị hỏng, hỏng rất là nhanh. Cứ dùng chọn những cái vỏ thông hạt tương đối to, dạng tầm độ 1 cm là được, 1 đến 2 cm dạng đó là ok. Với những cái kỳ nhỏ thì trồng thì luôn luôn để cái gốc hở và không được không nên cho giá thể kín hết lên tận chân gốc. Chúng ta mới trồng, bởi vì về cơ bản chúng ta mới trồng ấy thì phải để cho nó hở gốc ra để nó thoáng, để cho nó tránh cái hiện tượng là cái cây mà khi mà nó mới bị mang về ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái việc thay đổi môi trường hoặc là thay đổi vùng miền, hoặc là khi mình trồng này có thể là nó sẽ bị dập cái rễ thì khi đó thì nó sẽ khó hơn. Nhưng nên là để thoáng này một chút, dù to hay nhỏ cũng vậy, cái kỳ dài chúng ta kẹp dài lên. Như này là chúng ta có thể nói đơn giản là đã trồng xong một cái kỳ và rất là chắc chắn, và không cần phải để nó tốn quá nhiều thời gian hơn. Thì cái việc trồng xong ấy thì em là sẽ thường sẽ để khô khoảng 12 đến 24 tiếng để cho nó bản thân tất cả những cái này nó khô hết. Và cái rễ của nó, nếu như mà ví dụ khi mình trồng ấy, mình trồng mà cái rễ này của nó mà có bị động chạm, bị dập hoặc là bị gãy ấy, thì cái việc mà sau những cái thời gian đó thì cái rễ đấy nó đã lành lại rồi. Nó cũng như kiểu chúng ta mà xuất ra một chút ở trên tay ấy, mà để khô thì chả sao, nhưng mà dính nước hoặc dính cái gì đó thì rất là dễ bị nhiễm trùng. Thế nên chúng ta cứ để khô khoảng tầm một ngày là ok nhất. Sau đó thì cái việc là tưới dành cho nó thì em cũng sẽ nói về cái vấn đề là tưới. Tại sao mà khi mà tưới thì nhiều người người ta hay chọn là giá thể sạch xử lý rồi người ta xử lý các kiểu. Nhưng mà em thì quan điểm của em ấy thì là trồng cái giá thể nào cũng được. Dù anh chị có trồng là bột dừa, sơ dừa dấn cọng hay vỏ thông hay than hoa hay cái gì cũng được. Ngày xưa các cụ chỉ trồng than hoa thôi, cây vẫn tốt. Với các bạn ấy là cái cách mà chúng ta tưới ấy, chúng ta tưới vào cái cây, tưới vào cái cây để rửa sạch cái lá, để cho lá quang hợp, đấy đều chắc chắn rồi. Thứ hai là tưới để cho nó sạch hết tất cả cái vỏ thông từ trên xuống dưới. Thế nên lúc nào cũng phải ưu tiên là tưới thông chậu. Khi anh chị tưới thì tưới nhẹ để cho cái bởi vì cái này nó rất là nhỏ, thì em sẽ nói khi mà mình là những cái nhỏ đấy thì mình sẽ tưới lâu hơn và tưới nhẹ thôi để cho nó đủ tương đối sạch cái mặt lá thôi, sạch cái mặt lá và cơ bản là cái nước nó chảy xuống đây và chảy vào cái những cái vỏ thông này để cho cái vỏ thông ngấm nước, để cho vỏ thông ngấm nước và để cho cái vỏ thông nó trôi hết những cái bẩn mà còn mạt mà còn bám vào cái vỏ thông này đi. Có nghĩa là sau một ngày mình mới tưới nhá, trồng để khô một ngày sau mình mới tưới, thì trồng tất cả những cái kỳ hay cái cây hay cái gì cũng vậy, cứ tầm độ 1 đến 3 ngày chúng ta tưới thật nhiều nước để cho cái vỏ thông này nó ẩm hẳn. Hoặc là ngày nào mình tốt nhất là ngày nào cũng nên tưới thế, bởi vì về cơ bản ấy thì cái vỏ thông này nó thoát nước khá là tốt. Thế nên là mình trồng ngoài trời, trồng trong mái đều ok được. Cái vỏ thông này ấy, khi mà mình tưới ẩm ít ấy, thì 50% cái mặt trên này nó sẽ ẩm này, còn 50% mặt dưới này nó sẽ khô nếu mà mình tưới không đủ ẩm. Thì cái cơ bản là ở dưới này không đủ ẩm ấy, thì nó ẩm ít thì nó sẽ rất là dễ ẩm và nóng mà, thì nó sẽ rất là dễ sinh ra nấm mốc hoặc rêu hoặc là đại loại là mốc ở bên trong. Tất cả là vì là do cái nước của chúng ta tưới nó chưa đủ. Nước chúng ta tưới thì nó chỉ ít thôi, thì nó chỉ ẩm ở trên này thôi. Còn nếu như mà chúng ta tưới liên tục, và nhớ là ngày nào nếu mà đã tưới là tưới thông chậu luôn, tưới hết để cho cái giá thể này nó luôn luôn được sạch và được trôi hết những cái bụi bẩn ở trong cái giá thể này, thì về cơ bản thì những cái phân mà dạng những cái dạng phân hữu cơ nó tan ra cái hạt rất là nhỏ ấy, thì nó cũng sẽ được rửa trôi luôn, thì nó chỉ còn lại những cái mà hạt ở trên mặt này thôi, và những cái dưỡng chất tan ra sẽ được bám vào những cái giá thể này. Còn lại những cái hạt mạt hoặc những cái bụi ấy, thì nó sẽ được trôi hết xuống cái đáy này. Với cơ bản là cái chậu nhựa này nó cũng rất là đơn giản và nhẹ và tiện dùng, vì nó rất là thoáng nước, anh chị có thể tưới để cho nó thoát nước là một điều rất là đơn giản. Thì nhìn chung về cơ bản là phải được thoát nước 100%. Còn nếu không thì không thoát được nước ấy, và mình không tưới thông ấy, thì là bản thân nó sẽ ở trong này nó ẩm. Nếu mà mình tưới nó chỉ ướt được một nửa ở trên ấy, thì cơ bản là nó sẽ chỉ ẩm thôi, và cái ở dưới này nó khô, thì ẩm với khô thì nó sẽ rất là dễ sinh ra nấm hoặc là sinh ra các loại bệnh côn trùng, và sau nó sẽ lây lan và nó sẽ ăn lên rễ. Đấy là một trong những cái
cơ bản nhất để trồng một cái cây. Trồng thì rất là nhanh, chỉ 1 phút là đã xong rồi. Nhưng mà cái việc mà mình chăm nó về lâu về dài ấy, thì nó là cả vấn đề quan trọng hơn rất là nhiều. Quan trọng nhất là cái que này mình cắm vào là phải chắc đã. Cắm chắc cái que này, xong mình ghim cây. Thì ghim cây thì cứ thế nhét giá thể vào thôi. Về cơ bản là cái que này là cái mà cần phải chắc chắn nhất. Thì đấy là một cái đơn giản nhất để trồng một cái kỳ. Thì chúc anh chị sẽ tìm được những cái cách trồng và tưới nó hợp lý nhất với khu vườn nhà mình. Bởi vì không phải nhà ai cũng sẽ phù hợp với một loại giá thể. Mỗi loại giá thể sẽ phù hợp với từng vườn khác nhau. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những video sau. Xin cảm ơn.